Và đây là một tác phẩm mà chú Hà Sơn Việt đã viết tặng riêng cho nghệ sĩ Tố Phương Thủy và Võ Minh Lâm. Mọi người chờ xem sản phẩm này nha. Trên kênh. À, rồi nữa nè. Thôi khỏi với từ kênh đâu. Khỏi rồi, rồi ok. Bây giờ chị nói một lời công tâm đi, là chị muốn Lâm gọi chị là gì? Chị... Phương Hùng Thủy để quay cho một cái MV sắp tới của Võ Minh Lâm, một sản phẩm với bài Tân Cổ viết lời của soạn giả Hoàng Song Việt, nhạc Lam Phương. Bài Tân Cổ được mang tên Đèn Khuya. Đèn khuya. Bởi vì đèn khuya cho nên là đợi Lâm á. Nghe đợi Lâm á là quay xong hết cái này, cái nói khoan đợi Lâm, cái gọi Lâm, cái là Lâm nói em tới Cồng Triệu. Xong cái một hồi nữa có là đạo diễn hỏi Lâm ơi tới đâu rồi, cái Lâm nói là gần tới Cầu Bình Triệu. Xong cái một hồi chị Thủy gọi nữa, cái Lâm nói là em sắp tới rồi chị, em qua khỏi Cầu Bình Triệu rồi. Nói chung là có ba giai đoạn, thì một dạ, cái rồi. Là chưa qua, cái là qua cầu, dẫn cái là qua bên kia cầu. Dạ, đang qua thì cái là dạ, đã qua rồi. Ha, cái xong cái là bây giờ là Lâm đã tới rồi. Dạ. Mà bây giờ Lâm là tâm sự, Lâm nói là tại vì Lâm quay đài truyền hình, Lâm quay một cái vai rất là dễ thương thôi, có tâm trạng cho nên Lâm lỡ uống rượu. Uống rượu như là Lâm muốn xỉn. Bèn đưa cho một chai nước cam. Có hộp chia. Vô là để Lâm muốn giảm cân, Lâm muốn ốm. Xong cái là Lâm uống nước cam vô. Dạ. Giờ Lâm tỉnh rồi. Là bởi vì á, khi mà Lâm quay ngày đầu tiên chung với chị Phương Hồng Thủy thì chị á một vóc dáng rất là ốm, rất là gọn, mà Lâm thì bụng quá bự, cho nên là chị Thủy nói hồi Lâm ơi em mập quá rồi em giảm cân đi, rồi em làm mập suốt luôn á, cho nên Lâm bị mặc cảm mắc cỡ. Phải, tự nhiên vô Zalo cái để cái hiện lên, lấy cái số điện thoại của Lâm bỏ vô cái để chữ mập. Nói, ủa sao là mập, mập là ai, cái Lâm nói mập là em đó. Thì thành ra mình thấy mập kêu mập cũng dễ thương, cái mình kêu mập chứ đâu có nói là em mập đâu. Dạ tại vì em phải nhận em là mập trước thì mọi người mới nói là à nó mập lên thanh ra rồi, nó là mập là đúng rồi. Nhưng mà lên hình vẫn mập, mập lên 5kg. Ở ngoài vừa người nhưng mà lên trên hình, trên phim ảnh vẫn mập hơn 5kg đó chị. Còn đây nè, bữa đi về là 51kg. Dạ. Bây giờ là 52kg non. Ủa 53kg, coi như là lên gần 2kg đó. Lên gần 2kg hả? Em nghĩ là mỗi khi mà về Việt Nam được ăn những món quê hương đặc sản như là bún mắm, bún bò Huế, rồi cơm tấm, rồi tất cả những món ăn mà gọi là gắn bó với thời thơ ấu và suốt một quãng thời niên thiếu luôn, cho tới lớn luôn, thì phải ăn nhiều mới đúng chứ. Được cưng, về đây cho ăn yến. Ăn yến mỗi ngày, là sáng xuống dậy là có ly cà phê sữa đá, xong wow, rồi là một dĩa cơm tấm. Wow. Còn mấy là mấy em lại mua là bánh cuốn bà hạt, còn yeah, không nữa là hủ tiếu liến húa. Nói chung là trời ơi, ăn là những món ăn đặc sản của khắp Sài Gòn là chị đều ghi vào địa chỉ hết hay sao mà nhớ hết vậy? Có ghi nhưng mà thường là về là hay ăn vậy đó, ăn hoài giờ mập. Dạ. Nếu mà là Lâm á nha, được lâu lâu mà về quê một lần ha, là Lâm ăn ít nhất là phải lên nữa cũng chừng 10kg là ít á. Thôi bây giờ phải giảm lại chứ đừng mập quá, mập quá bỏ dài nó mập, mà mập cái bụng là rất là xấu. Cho nên bây giờ chị không hề mập mà em thấy em đang bị đụng chạm nè. Rất là mập, phải giảm cân, phải bớt ăn lại. Thôi bây giờ hai chị em đi quay nha. Chưa. Còn dạ, phải nói một cái điều nữa mà mấy hổm rài á, là bà con khán giả trên kênh của Võ Minh Lâm vẫn thắc mắc là tại sao Lâm lại gọi chị Thủy là Phương Hồng Thủy mà không gọi là cô hay gọi là một cái tên khác như là mẹ chẳng hạn. Là bởi vì ngày xưa thì Lâm rất là thần tượng chị nghệ sĩ Tú Phương Hồng Thủy, và Lâm coi chị Thủy từ lúc Lâm còn nhỏ lận. Và khi mà lên trên hình, lên trên TV á thì
lúc nào trong cái ấn tượng của Võ Minh Lâm là chị Thủy rất là trẻ và rất là dễ thương và hồn nhiên, như là một người chị của Lâm thật sự vậy. Và lúc nào cái hình ảnh đó cũng đã là ấn tượng rồi. Và khi gặp chị Thủy là Lâm không thể gọi còn cô được, tại vì đã ấn tượng mình một người chị rất là trẻ. Cho nên là Lâm sẽ được phép là gọi chị Thủy là bằng chị thay vì bằng cô nha. Trời ơi, nghe thiệt là cảm động á. Nói chung là chị trong cái hàng ngũ nghệ sĩ mà cỡ tuổi Lâm có một mình Lâm, có một mình ơn Lâm là duy nhất kêu bằng chị đó, kêu là cô. Dạ, là bởi vì là Lâm không chỉ là một người nghệ sĩ mà Lâm còn là một khán giả. Ngày xưa thì cũng nhờ chị Thủy và rất nhiều những cô chú nghệ sĩ khác nữa đã cho Lâm một cái tình yêu dành cho cải lương. Và giờ phút này đã có một Võ Minh Lâm hiện nay hát cải lương để cho mọi người nghe. Và cũng nhờ công rất là lớn từ rất nhiều những cô chú nghệ sĩ khác, và đặc biệt là nghệ sĩ ưu tú Phương Hồng Thủy. Cảm ơn chị đã cho em một cái duyên được đến với nghề và được nối tiếp cái truyền thống của cô chú và anh chị để bây giờ thì có được một Võ Minh Lâm như ngày hôm nay. Mà chị Thủy cũng cảm ơn em, tại vì chị Thủy rất là mê hát, ham hát. Cái cải lương nó giống như là nó ăn sâu vô chị Thủy rồi. Cho nên về đây không biết sao mà cái dịp này là được hát nhiều quá, cũng là chị cảm ơn mặt. Bây giờ chị nói một lời công tâm đi, là chị muốn gọi em Quang. Rồi. Bây giờ chị nói một lời công tâm đi, là chị muốn Lâm gọi chị là gì? Chị. Thấy chưa, Lâm sẽ gọi là chị nha mọi người ơi. Bây giờ thì Lâm và chị Hồng Thủy quay nha. Tạm biệt mọi người. Lâm và các anh em của ekip Đèn Khuya đang chờ set up cảnh quay cho cái bối cảnh ở đây là một cái dãy nhà trọ. Trong cái phần này thì Lâm sẽ hát chung với nghệ sĩ ưu tú Phương Hồng Thủy. Vào Ba Mẹ Con thì chị Thủy đã có rất nhiều kinh nghiệm rồi. Lâm cũng vậy, đã từng đóng rất nhiều những vai con rồi. Nhưng mà với tác phẩm này thì sẽ có rất nhiều hình ảnh đặc biệt và xúc động, nói về tình cảm của một người mẹ phải nhớ đứa con thân yêu của mình khi phải đi học, đi làm xa. Thì bây giờ đã là 11 giờ hơn rồi và các anh em thì rất là mệt. Mọi người quay xong thêm 3 cảnh nữa mới được về. Và xong rồi thì Lâm lại phải đến là truyền hình để hoàn tất cho xong những cái vai cuối cùng của kịch bản, quy trình của trái tim để dự thi liên hoan ở truyền hình toàn quốc 2019. Mọi người ơi, đây là một cái sản phẩm mà Lâm nghĩ rằng sẽ rất là ý nghĩa dành cho những ai đang có cái công việc gọi là bận rộn xa nhà khi phải xa gia đình. Thì Lâm có một lời nhắn nhủ là nếu như mọi người dù một cách mấy thì cũng hãy luôn nhớ về những người mẹ, người cha của mình đang ở quê nhà và đang dõi theo từng bước đi của các bạn, của mọi người. Lâm cũng xin kính chúc cho các bạn và có một lần cha mẹ thật nhiều sức khỏe và luôn luôn có được nhiều may mắn trong cuộc sống. Còn bây giờ thì Lâm xin được chào tạm biệt và hoàn tất cho xong những cánh quay cuối cùng nha. Mọi người ơi, nhớ đón xem MV của Võ Minh Lâm cùng với nghệ sĩ ưu tú Phương Hồng Thủy. Tác phẩm được mang tên Đèn Khuya, nhạc của Lâm Ương và vòng cổ Hoàng Song Việt. Và đây là một tác phẩm mà chú Hoàng Song Việt đã viết tặng riêng cho nghệ sĩ ưu tú Phương Hồng Thủy và Võ Minh Lâm. Mọi người chờ xem sản phẩm này nha. Trên kênh. Rồi nữa nè. Không hỏi gì từ kênh đâu. Hỏi rồi, ok. Đẻ chi mà đẻ quá trời, bầy con tám đứa chịu đời sao khăn. Em giờ héo úa dung nhan, còn anh cài chẳng dám than một lời. Gương áo râu tóc